rừng tràm Trà Sư. Nè, sông nước. Gì vậy? Ờ, chim cò, chim cò. Cái này. Ờ. Lấy cái súng kìa. Ồ kìa. Đây, đây có sữa đỏ đỏ không anh? Lột nhóm người coi chứ luôn. Ngàn mấy, 700 mấy mấy người coi. Không có người đó. Anh Hồng, livestream của anh hàng 1700 mấy người coi luôn. Kỳ. Xong còn mới có người. Đó một người đó, ai vô vậy? Thấy gì vậy trời? Hoàng Phi anh Hồng quá. Học vô coi vậy. Đâu? À con này hả? Con đu đen phía dưới. Cái con cọc cọc này thì nó vừa bay được, bơi được và nó lặn nước được. Lặn nó bắt cá, con cọc này đẹp cá. Thịt nó ngon không anh? Ồ, đây nè, cái này. Ăn nó hơi khác quá. Vậy là anh ăn rồi nha, em live stream ở đây nó ghi âm lại đó. Ở đây nó cho mình câu mà. Ở đây không nha. Châu. Đây cá dữ lắm ha. Dạ, đây cũng nhiều loại lắm. Ở đây có hai cái đầu cá luôn, nhưng mà hiện tại bây giờ mà sống nguồn nước ở đây là cái lóc chơi cá lóc cá rô rồi phải không? Dạ. Đây cá lóc gì? À, đây cá lóc chắc bự anh, đâu cho câu đại đâu phải không? Không, dạng câu lén thôi chứ nếu mà câu mà như gì câu giải trí như hồi trước cũng cho. Ừ. Cá lóc thì con 2-3 kg có. Trời ơi, dạ. Đã ha. Mũi. Lúc mà chưa có cắm. Hay cái này. Quá trời người coi luôn. Là chim nhóc cho người coi. Mấy người Trà Sư. Sao mình coi. Cái này là như có chặn cái gì gì đó mà anh không thấy. Sao không thấy? Tại không có cách bạn không? Đẹp á, mùa này đẹp. Lấy điện thoại ra quay nha. 4 người vô coi mà không biết là ai ai vô mình để mình nói chuyện với người ta nè. Thế anh Hồng đang xem thôi. Yo. Mày từ á, mày nhanh quá là nó giật á. Đây ta lấy nho. Cái này đang chụp hình. Mặt dê vô hình nó gian gian này. Mặt dê nó gian gian. Hello thầy Linh. Linh em mình á, con cô cung á. À. Đây là U Minh Thượng. Ủa lộn. Đây là rừng tràm Trà Sư. Mùa nước rất là đẹp. Thank you.
đây rất là còn thiên nhiên, chim bị bắt ăn thịt lắm. Giờ một phút rồi đó. Hello Hoàng Phi. Giờ mày lắc rồi đó, đầu lắm đi ơi. Mày có biết bay chim không? Không không, đó giờ lần đầu tiên, lần đầu tiên. Ai coi xin thông cảm. Thử một ông hả? Đây là trang trại nuôi ong. Hỏi bán ông thợ không? Này. Hỏi đây có bán ông thợ không? Bò kìa. Giờ mình lên trên đây hả? Lên cũng được mà mình ngồi tại chỗ.